Sáng nay tại khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng, Đà Nẵng IT Park đã diễn ra lễ ra quân và xuất xưởng lô máy tính bảng đầu năm 2022 do Trung Nam Group tổ chức. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trường Chinh. Đà Nẵng IT Park có tổng diện tích 341 ha là khu công nghệ thông tin tập trung lớn nhất Việt Nam. Lãnh đạo tập đoàn Trung Nam cho biết, mục tiêu năm 2022 là hiện thực hóa dự án Data Center theo tiêu chuẩn Tier 3+ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 triệu đô la Mỹ, đưa vào vận hành tối thiểu 2 nhà máy sản xuất điện tử tại khu công nghệ thông tin tập trung, đầu tư và phát triển khu R&D phục vụ cho nghiên cứu phát triển, góp phần vào việc biến Đà Nẵng thành một trong những điểm kết nối hiệu quả trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có tập đoàn Trung Nam trong thời gian qua, đã luôn đồng hành cùng thành phố trong mọi hoạt động, quan trọng nhất là đóng góp vào ngân sách để phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đối với giai đoạn 2 của khu công nghệ thông tin tập trung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định. Lãnh đạo thành phố sẽ cùng với nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất sẽ xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để sớm triển khai giai đoạn 2 của khu công nghệ thông tin tập trung này. Đây là một chủ trương lớn mà thành phố đặc biệt quan tâm. Năm 2022 thì sẽ hứa hẹn những cái điều khởi sắc cho thành phố chúng ta. Thành phố Đà Nẵng sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn thách thức, sớm hoàn thành các dự án và triển khai các dự án trọng điểm mang tính chất đột phá để góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đây là điều cả hệ thống chính trị nhận thức cách sâu sắc để triển khai ngay từ đầu năm và hoạt động sáng hôm nay để góp phần thực hiện đúng cái chủ trương của lãnh đạo thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh, thành phố cam kết hỗ trợ hết sức mình để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư có hiệu quả tại thành phố. Ngoài ra, lô máy tính bảng Gamma Select 8 với 100.000 chiếc được xuất xưởng nằm trong chương trình Sóng và Máy tính cho em của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Đây không chỉ là sản phẩm mà ý nghĩa quan trọng cùng với ngành giáo dục và đào tạo đa dạng hóa các hình thức dạy học trong bối cảnh Covid-19, mà còn phong phú hóa các sản phẩm của khu công nghệ thông tin tập trung, qua đó khẳng định chủ trương của chính quyền thành phố và sự đầu tư của các doanh nghiệp là đi đúng hướng và có hiệu quả. Tại buổi lễ, tập thể lãnh đạo công ty và công dân thể hiện quyết tâm cao độ, tập trung nguồn lực, cam kết về chất lượng và tiến độ công trình, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của Việt Nam và Đông Nam Á.